Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube nhà mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về Fry's Electronics đã đóng cửa. Việc đóng cửa này đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2021 và đóng cửa ngay lập tức. Khách hàng có đồ điện tử đang được sửa chữa trong tiệm Fry's này sẽ được yêu cầu đến nhận lại. Và trang mạng online của Fry's cũng đã đóng. Fry's Electronics là gì? Đây là một chuỗi cửa hàng rất lớn. Ngoài việc bán các thiết bị công nghệ điện tử và linh kiện của nó, thì nó còn bán một số đồ gia dụng trong nhà, thậm chí có bán cả bánh kẹo. Có tất cả 31 cửa hàng ở 9 tiểu bang, có trụ sở tại San Jose, California. Fry's Electronics là một doanh nghiệp gia đình được thành lập vào năm 1985 bởi ba anh em nhà Fry với mục tiêu trở thành một cửa hàng điện tử bán lẻ ở thung lũng Silicon để cung cấp một môi trường mua sắm duy nhất cho sản phẩm công nghệ cao. Trong những năm 1980 đến 1990, cũng là lúc cửa hàng này lên ngôi. Khách hàng thường phải chờ đợi khá lâu mới vào bên trong tiệm để mua những món hàng on sale. Cách bày trí của cửa hàng khá lạ lùng và độc đáo. Tuy nhiên, sau những mất mát lớn từ những cửa hàng bán online như Amazon, Walmart, thì Fry's dần dần bán chậm lại và khách hàng càng ngày càng thư thớt dần. Và đặc biệt, trong mùa đại dịch Covid-19 này đã khiến họ không thể tiếp tục công việc kinh doanh và đã ra quyết định đóng cửa. Đây là những đoạn phim mình quay được cuối năm 2020. Mời quý vị theo dõi. Còn đây là những quầy bán hand sanitizer. Họ bày bán rất nhiều và đủ loại, đủ kiểu và thậm chí còn giá rất rẻ mà cũng không ai mua nhiều. Điều này cho thấy là cung và cầu rất là quan trọng. Nếu mà không có khách hàng thì làm kinh doanh thì rất là khó. Bằng chứng là Fry's Electronics này cũng đã từng làm mưa làm gió nhưng mà bây giờ đã xảy ra tình trạng như vậy. Không ai biết trước được. Gia đình mình cũng hay đến đây để xem và mua một số mặt hàng cần thiết. Sau khi tính tiền trước khi ra ngoài cổng, có những cái máy dành cho trẻ nhỏ. Gia đình mình hay cho mấy em nhỏ bỏ tiền lẻ vào những cái máy và bấm đồ chơi rớt xuống hay gấp những con vật rất là thú vị. Nhưng giờ đây, Fry's đã không còn nữa. Mời cả nhà theo dõi.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào.